Năm ngoái, Facebook đã đóng cửa hệ thống nhận dạng khuôn mặt của mình với lý do mối quan tâm của xã hội và sự không chắc chắn về quy định. Texas đăng kiện Meta, công ty mẹ của Facebook, về việc mạng xã hội này đã sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong quá khứ. Đơn kiện do Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton đệ trình hôm thứ Hai, cáo buộc Facebook vi phạm luật riêng tư của bang bằng cách thu thập dữ liệu sinh trắc học của hàng chục triệu người Texas mà không được sự đồng ý chính thức. Paxton cho biết, Facebook sẽ không còn lợi dụng mọi người và con cái của họ với mục đích kiếm lợi nhuận mà đánh đổi sự an toàn và hạnh phúc của một người. Đây là một ví dụ khác về các hoạt động kinh doanh gian dối của Big Tech và nó phải dừng lại. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt chuyển đổi quét khuôn mặt thành dữ liệu có thể nhận dạng đã trở thành mối quan tâm ngày càng tăng về quyền riêng tư và quyền dân sự. Vào tháng 11, Facebook cho biết họ sẽ đóng cửa hệ thống nhận dạng khuôn mặt và xóa dữ liệu quét khuôn mặt của hơn 1 tỷ người dùng. Công ty cho biết quyết định này bị thúc đẩy bởi những lo ngại của xã hội và sự không chắc chắn về quy định về công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Động thái này đánh dấu một sự thay đổi lớn so với công nghệ gây tranh cãi mà Facebook đã tích hợp vào các tính năng như cung cấp cho mọi người tỷ chọn nhận thông báo tự động khi họ xuất hiện trong ảnh và video do người khác đăng hoặc đề xuất thẻ bằng cách sử dụng bản quét các ảnh đã tải lên trước đó để khớp với mọi người. Trong những bức ảnh mới, theo cáo buộc vào thời điểm Facebook tuyên bố sẽ đóng cửa hệ thống nhận dạng khuôn mặt, công ty đã bí mật khai thác thông tin cá nhân của người Texas và họ trong hơn một thập kỷ. Người dùng ít biết rằng khi họ trả lời câu hỏi đơn giản là ai trong bức ảnh, họ đang giúp dạy công nghệ nhận dạng khuôn mặt của Facebook để lập bản đồ và nhận dạng khuôn mặt người tốt hơn vì lợi ích của nỗ lực thương mại của Facebook và gây hại cho đơn kiện nêu rõ. Vụ kiện chỉ ra rằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt có thể bị lạm dụng bởi những kẻ theo dõi và tội phạm để thu thập thông tin về mục tiêu hoặc xác định vị trí tài khoản mạng xã hội của họ. Các chính phủ cũng đã sử dụng công nghệ này để khảo sát người dân và công nghệ này khó xác định các nhóm thiểu số hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Facebook bị cáo buộc vi phạm luật riêng tư của tiểu bang. Vào tháng 2 năm 2021, Facebook đã giải quyết một vụ kiện tập thể liên quan đến việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong tính năng gắn thẻ ảnh với giá 650 triệu đô la Mỹ. Vụ kiện cáo buộc các bản quét được tạo ra mà không có sự đồng ý của người dùng và vi phạm đạo luật bảo mật thông tin sinh trắc học của Illinois. Đơn kiện mới cáo buộc rằng Facebook đã lấy dữ liệu sinh trắc học của người Texas mà không có sự đồng ý hàng tỷ lần và tiết lộ thông tin cá nhân của họ cho các thực thể khác khai thác thêm mà người dùng không hề hay biết. Theo vụ kiện, ước tính có khoảng 20,5 triệu người Texas đang sử dụng Facebook. Texas sẽ tìm kiếm các hình phạt dân sự với số tiền hàng trăm tỷ đô la theo The Wall Street Journal. Tờ báo trước đó đã đưa tin về vụ kiện. Vụ kiện cáo buộc gã khổng lồ truyền thông xã hội vi phạm luật bảo mật sinh trắc học của Texas vì công ty không nhận được sự đồng ý từ cả người dùng Facebook và Instagram để thu thập dữ liệu khuôn mặt và không thể hủy dữ liệu sinh trắc học trong một thời gian hợp lý. Được gọi là đạo luật thu thập sử dụng mã nhận dạng sinh trắc học của Texas, luật quy định rằng một tổ chức phải hủy dữ liệu sinh trắc học không muộn hơn một năm sau khi mục đích thu thập thông tin hết hạn. Đơn kiện cũng cáo buộc rằng Facebook đã thực hiện các hành vi sai lệch gây hiểu lầm hoặc lừa đảo bằng cách không thông báo cho người dùng về việc thu thập dữ liệu sinh trắc học, vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của tiểu bang. Trong một tuyên bố được gửi qua email hôm thứ Hai, người phát ngôn của Meta nói rằng những tuyên bố đó là không có cơ sở và công ty sẽ tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.